Top 4 điểm nhấn sau trận U23 Việt Nam 1-0 U23 Jerman. Một chiến thắng chưa thực sự thuyết phục của U23 Việt Nam. Khả năng tổ chức tấn công chưa thực sự tốt của đoàn quân áo đỏ trong điều kiện thi đấu sân trơn, bóng ướt là lý do lớn nhất khiến họ không thể chọc thủng lưới đối phương. Cho tới khi Bùi Vĩ Hào tỏa sáng. 2. U23 Jerman xứng đáng có một kết quả hòa. Với một cơ ly đội hình tốt, U23 Jerman đã đứng vững trong phần lớn thời gian thi đấu và chỉ để lọt lưới sau một thoáng mất tập trung cuối trận. 3. Dấu ấn thủ môn Văn Việt. Với sự tập trung cùng khả năng cứu thua xuất thần của mình, người gác đền câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã ghi dấu ấn với không ít pha cứu thua trước vạch vôi. 4. Nỗi lo trên hàng công. Với việc đỡ bước một kém, tại chỗ không bóng chừa tốt và cũng không mạnh trong khâu dứt điểm, hàng công U23 Việt Nam thực sự đang khiến người hâm mộ không khỏi lo ngại. Bóng đá 24 giờ sống trên đường pitch.